Em sẽ thắc mắc là cái quy trình phủ ceramic thì rõ rẽ như thế nào ạ? Ở hôm qua thì những chiếc xe đã bắt đầu phủ ceramic thì bên em có đánh bóng và phủ đánh bóng và vệ sinh lại toàn bộ mặt xe. Cái hóa chất em đang phủ đây là cái hóa chất GB của Mỹ đây anh em nhá. Với cái hóa chất ở đây. Và cái xe được phủ thì đây anh em có thể thấy là cái chiếc xe này bên em đang phủ, tại sao phải đánh một cái phòng kín như thế này. Ở nguyên trong cái phòng này nó sẽ có một cái hệ thống điều hòa làm mát cho cái không khí trong xe này. Với cái nhiệt độ đảm bảo thì sẽ bắt đầu mới bắt đầu phủ, bởi vì khi mà nó phủ mà không đảm bảo anh em bôi lên này nó sẽ cháy hóa chất ở bên trên bề mặt và không tạo được hiệu ứng và không tạo được cái độ bóng bóng cho xe. Đấy. Đây là cái kỹ thuật bên em đã phủ, đây là cái phương phẩu đã phủ xong cái phần nắp cabo rồi. Đấy. Còn đây là cái hóa chất đây anh em có thể thấy đây là cái loại hóa chất phủ của chiếc xe này, đây là phủ chuyên để phủ bề mặt sơn em nhé. Đấy. Anh em sẽ đổ cái hóa chất này ra một cái mút chuyên dụng của bộ GB nó sẽ cho như này và em sẽ thoa lau đều trên cái bề mặt sơn của chiếc xe này. Sau khi phủ xong thì với cái lớp đầu tiên, như dòng này sẽ phủ đến 2 đến 3 lớp, thì lớp đầu tiên và lớp thứ hai sẽ cách nhau khoảng 4 tiếng để đảm bảo cái hóa chất nó ngấm vào bề mặt và đã bám chắc vào bề mặt sơn. Sau 4 tiếng sau thì sẽ phủ lại đến lớp thứ hai. Thì đây là anh em có thể thấy đây là kỹ thuật bên em đang tiến hành phủ này, rất là tỉ mỉ và chi tiết anh em nhé. Lau đúng đủ đến những cái bề mặt của sơn kín, làm sao mà bởi vì khi mà lau cái lớp phủ nó được bám chắc dính nhất trên bề mặt sơn cho anh em. Đấy. Thì chiếc xe này thì là chiếc xe vừa mới lấy từ trong hãng ra và biển còn chưa lắp đây anh em nhé. Đây là chiếc Honda CRV đời 2024. Đấy, anh em nào mà vừa mới lấy xe mới có nhu cầu dán PVF phủ ceramic thì đến ngay với Akala Thái Nguyên anh em nhé.